ôi, cô giỏi thật đấy. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ thái hành và hẹ khoảng 2-3 cm. Vâng, thái cái này là thái 2-3 cm ạ. Cháu xong rồi đây. Chúng ta dùng thìa hay dùng ở nhà, múc khoảng 3 thìa bột ớt. Múc đầy đúng không ạ? Đúng vậy, 3 thìa nhé. Chúng ta thường xem mẹ làm kim chi rất nhiều lần rồi, nhưng mà lại không biết là cho khoảng bao nhiêu là đủ, chỉ đại khái thôi. Nhưng mà nhìn màu một cái là biết ngay có ngon hay không rồi. Vì vậy, khi muối, chúng ta cho khoảng 3 thìa bột ớt thôi. Ưu điểm của việc này là thường người nước ngoài không ăn được cay, mà nếu họ tự điều chỉnh gia vị theo ý mình, thì ví dụ như có ai đó ghét vị cay, nhưng muốn ăn kim chi chuẩn Hàn, thì chỉ cần cho khoảng 3 thìa thôi. Những gia vị còn lại, khoảng 1 thìa. Cô thử cho 3 thìa bột ớt vào đi ạ, từng thìa một. Như vậy sẽ tạo ra hương vị chuẩn Hàn. Đúng vậy. Vậy là bỏ vào từng thìa như thế này ạ. Đúng rồi. Sau đó là bỏ mắm vào này. Chúng tôi có chuẩn bị mắm rồi. Có thể dùng mắm như là mắm cá hoặc mắm từ tôm. Còn đây là nước bột gạo nhỉ? Đúng rồi. Đây là bột gạo nếp. Hòa gạo nếp vào nước rồi đun lên. Nó dùng để lên men kim chi. Vì bên trong đó có chứa khuẩn sữa làm kim chi lên men. Cái này cũng cho một thìa vào ạ. Kim chi nguyên cái thì cũng phải cho vào nữa. Rồi cho táo vào. Sau đó đeo găng tay vào trộn đều. Người nước ngoài thấy việc này rất khó làm. Ôi thế ạ. Trộn đều như thế này. Nếu muốn thêm màu nữa thì cho thêm bột ớt. Ôi nhìn này, nếu trộn đều tay sẽ ra được màu đỏ đẹp như thế này. Cô nếm thử đi. Sẽ ngon lắm đấy. Ngon, ngon không? Ngon lắm ạ. Cái thảo sát muối đã được rửa sạch ở đây rồi. Cách làm là chỉ cần lấy một lượng vừa đủ, bỏ vào từng lá như thế này. Từng lá ấy ạ. Các bà mẹ thường làm khoảng 100 đến 200 cái đấy. Vâng. Trải nghiệm làm một cái cải thảo thế này thôi, chứ lúc ở nhà chúng ta ăn nhiều kim chi lắm, nên các bà mẹ đều phải chảy từng lá, chứa đựng tình yêu thương như thế này. Ăn sẽ ngon hơn nhiều đấy. Ôi, tay cháu hơi ngượng. Nếu sát nhiều quá thì sẽ không thể làm món nấu được. Ví dụ như canh kim chi, nếu muốn nấu thì phải giảm bớt, nên chỉ sát một lượng vừa đủ thôi. Như thế này là xong rồi, bây giờ ăn ngay cũng được. Ăn luôn được ấy ạ. Đúng vậy, các bà mẹ thường sau khi sát xong sẽ gói như thế này và ăn thử. Cô có muốn ăn thử không? Vâng, hơi mặn đấy vì không có cơm ăn kèm. Vị của nó thế nào? Quả nhiên là người chuyên làm kim chi có khác ạ. Ăn ngay nên vị cảm thấy rất tươi. Lúc đầu cháu cũng lo là sẽ mặn, nhưng mà không mặn đâu ạ. Nếu mà ăn kèm với cơm nữa thì thật là tuyệt đấy ạ. Đúng vậy, cô cũng thử làm đơn giản ở nhà rồi ăn đi. Đến đây tôi được trải nghiệm mặc hanbok, lại còn được tự tay làm kim chi ngon như thế này nữa.